Làm mà bánh bột lọc ha. Nào. Là 400 g bột năng. Rồi tí 300 ml nước sôi, nước thực sôi nha, trộn đều với nhau. Là 400 được 400 g bột năng này được 55 cái bánh á. Rồi. Rồi cái nhân là chỉ làm đơn giản à, là tôm, tôm xào với muối với dầu điều. Đó. Rồi sau đó là phi hành lá. Ăn với nước mắm ngọt nè. Nha. Rồi thực tập nè. Thank you.